Xin chào tất cả mọi người. Trong cái video ngắn gọn lần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái scenario outline. Thì đây là một cái project mặc định khi mà chúng ta chạy cái lệnh generate để tạo ra cái Serenity BDD project. Thì đây là cái file future mặc định. Thì chúng ta quan sát thấy rằng là hai cái scenario này nó tương đồng với nhau này, nó rất là giống nhau. Một cái là tìm định nghĩa của một cái quả táo hoặc là quả lê, thì để mà hạn chế bớt, nghĩa là chúng ta không phải lặp đi lặp lại với những cái kịch bản giống nhau như thế này, thì chúng ta có một cái gọi là scenario outline. Thì cái scenario outline đấy mình sẽ sử dụng như thế nào thì trong cái view này mình sẽ hướng dẫn mọi người. Trên đây chúng ta sẽ dùng cái từ khóa outline ở đây. Ở đây thì chúng ta đặt cái argument truyền vào là fruits, trái cây à. Còn cái định nghĩa nằm ở đây. Rồi, nó phải có cái example ha. Example là cái gì? Cái example khi mà chúng ta làm có cái gì sai rồi. Ok, khi mà chúng ta thảo luận một cái feature gì đó, một cái tính năng gì đó với có những cái kịch bản mà nó vẫn còn khó hiểu giữa những cái bên liên quan như dev test hoặc là cái business hoặc là businessman hoặc là product owner, thì chúng ta nên đặt các câu hỏi là thế thì phải đưa một cái ví dụ vào để chứng minh cái đầu ra và đầu vào của cái kịch bản này nó sẽ như thế nào. Thì cái example nó là cái trái tim của cái một cái scenario, dù bạn có thể hiểu sai cái câu chuyện đi chăng nữa, nhưng khi mà chúng ta đưa một cái ví dụ cụ thể vào với nhiều những cái dữ liệu khác nhau thì cuối cùng nó cũng sẽ phải lòi ra một cái sai của một người ở đấy, và chúng ta phải chỉnh lại để tất cả hiểu cùng đúng cái kịch bản mà chúng ta cần implement. Thì ở đây mình lấy ví dụ như là số thứ tự nhỉ. Số tự. Ở đây là cái gì? First name này. Là chúng ta lấy đúng theo cái này hả? Còn cái này là cái definition này. Đó. Thì cái dòng thứ nhất, ví dụ như là ở đây là quả táo hả? Còn đây là cái định nghĩa của quả táo hả? Mình tiếp theo là cái phần thứ hai là cái quả lê. Đây là định nghĩa của cái quả lê. Rồi bây giờ mình cho một cái trường hợp nó bị sai đi ha, mình lấy một cái quả gì đấy. Chuối chẳng hạn nào. Mình để nguyên cái định nghĩa của quả lê cho quả chuối. Rồi, chúng ta xóa lại đi. Bây giờ chúng ta sẽ chạy lại cái này. Thì đây là cái quá trình nó đang chạy. Rồi, Firefox nó được bật lên. Và các kịch bản đang được thực thi, nó mở cái wiki lên và tìm định nghĩa. Này, quả táo trước này. Ok. Rồi nó tắt đi. Có mỗi một cái example thì nó sẽ tắt cái trình duyệt đi, nó chạy đi chạy lại rất là nhiều lần. Đây quả lê này. Và tiếp theo nó là
quả chuối, à, quả chuối không tìm thấy quả chuối. Ok, thì nó fail. Nó fail như thế thì chúng ta sẽ xem cái report nó như nào. Đây. Thì đây là cái report trả về này, chúng ta có cái feature là tìm kiếm định nghĩa. Đó, thì nó chia rõ là từng cột một ha. Cái nào đúng, cái nào fail ha. Bên trong này, bên trong thì nó sẽ gì đây? Có những cái câu ở trong file feature của chúng ta. Đó. Thì cái này là gì? À, nó sẽ in ra những cái phần ở trong trong mục step. Đây chúng ta thấy không? The user. À. Đây, cái mục step đây. Thì chúng ta thấy là nó có cái chữ enter start. Thì đây là cái phong cách viết, cái convention viết giống như cái bên bên Ruby vậy đó. Thì các bạn thấy rằng là ở cái phần definition này nó viết như thế nào thì trong cái report nó sẽ lược bỏ hết cái dấu gạch ngang này đi. Đó, chúng ta thấy rằng là ví dụ như là i the home page thì ở đây nó đó, thì mình biết cách để mình dùng cái code, cái convention code như thế nào cho nó phù hợp để nó in lên cái report cho nó đẹp. Ok. Thì cái clip lần này chỉ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái scenario outline và cái example như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.